Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 26 tháng 2 của Đài truyền hình số VTC. Thưa quý vị, hiện tại miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng kết hợp của khối không khí lạnh tăng cường yếu xuống phía Nam và dòng xiết gió Tây ở trên cao, cho nên mưa vẫn xuất hiện rải rác. Tuy nhiên, lượng mưa không nhiều và tập trung chủ yếu vào thời điểm đêm và sáng. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm có nơi có rét hại với nhiệt độ thấp nhất xuống dưới mức 13 độ, trong khi các tỉnh đồng bằng trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 13 cho đến 16 độ ban ngày tình trạng nhiều mây âm u vẫn còn nên nhiệt độ cao nhất chỉ biến đổi từ 15 cho đến 18 độ phía tây bắc bộ phổ biến từ 17 cho đến 20 độ có nơi lên trên 20 độ theo nhận định của các chuyên gia thời tiết từ ngày 27 tháng 2 khối không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu chậm dần nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần thời tiết sẽ thuận lợi hơn cho giao thông và các hoạt động dân sinh Vùng duyên hải miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình, cho nên trong hôm nay, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ vẫn có mưa. Khả năng một số tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to từ đêm nay, cho nên người dân cần hết sức lưu ý. Nhiệt độ trong ngày khá thấp, trời tiếp tục rét tại các tỉnh phía Bắc, đèo Hải Vân. Xuống đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày và đêm nay, thời tiết sẽ có đôi chút chuyển biến trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, khả năng xuất hiện những cơn mưa rào với lượng mưa dưới 5mm, chỉ một vài nơi đạt mức từ 5 cho đến 15mm, nên nhiệt độ sẽ giảm đi từ 1 đến 2 độ so với 24 giờ trước. Cao nhất trưa chiều, chiều tại Tây Nguyên là từ 27 cho đến 30 độ, còn ở Nam Bộ cao nhất sẽ không vượt qua mức 33 độ. Về đêm nhiệt độ hạ nhanh xuống chỉ còn khoảng 17 đến 20 độ tại khu vực vùng cao và phổ biến từ 21 đến 24 độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay vẫn không có khác biệt nhiều so với 24 giờ trước. Trời tiếp tục nhiều mây và âm u cả ngày. Do trời nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dao động từ 16 cho đến 18 độ. Về đêm nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 13 cho đến 15 độ. Nhìn chung trong ngày chủ nhật cuối tuần tại thủ đô Hà Nội trời vẫn còn rét. Do vậy nếu có kế hoạch cùng gia đình đi dã ngoại, quý vị và các bạn cần lưu ý mặc trang phục đủ ấm, nhất là đối với trẻ nhỏ. Đến với thành phố cảng Hải Phòng. Trong ngày hôm nay tình trạng nhiều mây vẫn kéo dài cả ngày và sáng sớm có thể xuất hiện mưa nhỏ ở một vài nơi. Nhiệt độ duy trì ở mức thấp, cao nhất tại thành phố sẽ không vượt quá mức 17 độ. Về đêm nhiệt độ cũng chỉ khoảng 13 độ. Trên vùng biển, gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động và thời tiết cũng không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Bà con ngư dân không nên ra khơi để đảm bảo an toàn thuộc khu vực miền Trung, thành phố Vinh trong ngày chủ nhật cuối tuần trời âm u và có mưa, do vậy nhiệt độ cao nhất được dự báo sẽ không vượt qua 20 độ. Càng về cuối ngày thì cảm giác rét sẽ càng rõ rệt hơn khi mà nhiệt độ giảm thấp, ban đêm nhiệt độ tại đây chỉ còn dao động xung quanh ngưỡng 15 đến 17 độ. Trời rét kèm theo mưa nên quý vị và các bạn hạn chế các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Vẫn còn chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc mạnh, kết hợp với yếu tố địa hình cho nên trong ngày chủ nhật, mưa rào tiếp tục xuất hiện nhiều tại thành phố Đà Nẵng. Do đó khi tham gia lưu thông, quý vị nên mang theo bên mình các vật dụng che mưa tiện ích. Còn về nhiệt độ thì thấp nhất tại thành phố Đà Nẵng là khoảng từ 18 đến 20 độ và cao nhất phổ biến từ 24 cho đến 25 độ. Trời khá lạnh. Dự báo khoảng từ đêm nay do có thêm tác động của đới gió đông trên cao nên mưa tại đây sẽ tăng lên, một số nơi có khả năng đạt lượng mưa vừa, thời tiết sẽ gây trở ngại cho các hoạt động giao thông đi lại của người dân trong những ngày đầu tuần. Trên thành phố vùng cao Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột Ngày hôm nay trời chuyển nhiều mây hơn nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ so với ngày hôm qua với biên độ nhiệt dao động từ 19 cho đến 29 độ. Độ ẩm trong không khí đạt khoảng 68 đến 90%. Thời tiết tại thành phố này được nhận định sẽ thuận lợi cho các hoạt động du lịch trong ngày chủ nhật cuối tuần. Các địa điểm như là Buôn Đôn, Hồ Lắc, nhà thờ Thánh Tâm hay thác Thủy Tiên là những nơi không thể bỏ qua của du khách khi đến đây. Tuy nhiên lưu ý với quý vị là khả năng về chiều tối, thành phố Buôn Ma Thuột sẽ có lúc có mưa. Đi sâu hơn về phía Nam đến với thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết trong ngày hôm nay sẽ có đôi chút chuyển biến, trời sẽ nhiều mây hơn, ban ngày có nắng gián đoạn, khả năng về chiều tối xuất hiện những cơn mưa rào cục bộ có nơi có mưa khá, cho nên khi lưu thông vào thời điểm chiều tối thì quý vị cần lưu ý. Tại thành phố nhiệt độ cũng giảm đi so với những ngày vừa qua, cao nhất chỉ khoảng là từ 31 cho đến 32 độ. Về tối và đêm thì trời mát mẻ hơn và nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 23 đến 24 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.